Thanh Hóa, một trường trung học phổ thông kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỷ đồng để mừng thành lập trường, khiến phụ huynh lẫn học sinh đều choáng váng. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Lê Văn Hưu Thanh Hóa có kế hoạch kêu gọi đóng góp tổng kinh phí là 2 tỷ 655 triệu đồng. Số tiền được phân bổ chi như sau: xây dựng nội thất nhà truyền thống từ 300 đến 450 triệu đồng, sơn làm lan can khu hiệu bộ 3 tầng là 300 triệu đồng, xây dựng thư viện xanh là 200 triệu đồng, trang trí khuôn viên trường là 80 triệu đồng, biên tập xuất bản và in kỷ yếu 1.500 cuốn là 225 triệu đồng, làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin lên đài truyền hình, in báo bảng biểu, lắp đặt pano áp phích là 150 triệu đồng, giấy mời lễ tân, tổ chức thể thao văn nghệ, đốt lửa trại 100 triệu đồng, thuê tổ chức sự kiện 300 triệu đồng, tiệc đứng sau lễ kỷ niệm khoảng 1.500 người, đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh từ 450 đến 500 triệu đồng, quà lưu niệm cho các thầy cô giáo, đại biểu là 250 triệu đồng, công tác an ninh bảo vệ, y tế 50 triệu đồng, kinh phí dự phòng 50 triệu đồng, xây dựng công trình đặt tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại khuôn viên trường dự kiến 900 triệu đồng. Sau khi nhận được kế hoạch kêu gọi đóng góp kinh phí nêu trên, nhiều cựu học sinh của trường đã choáng váng và không đồng tình với nhà trường.